Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái dự án Airdrop đồng token có ký hiệu là SNS, tên gọi là SwitchNSwap này. Và đây là một token DeFi và dự kiến nó sẽ được list ở trên sàn Uniswap nha các bạn. Đây là một sàn giao dịch có thể nói là rất là hot, đặc biệt là trong ngày hôm nay về cái token Uni. Và chương trình Aero của nó lên tới hơn 1.000 USD. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nhận 40 cái token SNS này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở bot Telegram của nó lên và các bạn nhấn Start cho mình. Đây, các bạn sẽ nhập captcha này. Các bạn sẽ ấn vào cái link này, mở lên. Đây, các bạn nhấn vào phần tôi không phải là người máy, chiếc thuyền à, đây, đây là thuyền này. Đây, các bạn điền vào và các bạn nhấn vào, sao mà làm thế nhỉ? Thuyền What the L cấp trai nhưng phức tạp vậy. Ok, sau đây các bạn nhấn submit cho mình nhé. Sau khi bạn nhấn submit thì các bạn sẽ quay trở về bot và các bạn nhấn check, tức là sẽ ok. Ok, thì đây chính là cái giao diện của nó. Đầu tiên các bạn sẽ làm các nhiệm vụ này, các cái task này. Và tiếp theo là bạn submit địa chỉ ví ETH của bạn và submit email. Đầu tiên các bạn join vào group Telegram của nó. Sau đấy thì các bạn quay trở về, các bạn tiếp tục join vào channel Telegram của nó. Hiện tại thì đang gần được 1.000 subscribe rồi. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ follow trang Twitter của nó và... follow trang Twitter và retweet bài viết đã ghi mà. Ok, cái này thì cũng đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, các bạn follow này. Sau đây các bạn retweet bài viết đã ghi bài viết này. Ok, ta sẽ retweet lại. Tiếp theo nữa là các bạn quay trở về bot và các bạn nhấn vào submit detail để có thể xác minh những cái nhiệm vụ chúng ta đã làm. Đầu tiên là các bạn điền địa chỉ ví Ethereum và các bạn nhớ là phải hỗ trợ công nghệ ERC20 nhé. Đấy, các bạn có thể sử dụng ví mà Ether Wallet này, ví MetaMask này, ví Trust Wallet này. Đấy, đây là các ví cơ bản nó hỗ trợ công nghệ ERC20 để chúng ta có thể nhận được cái token. Các bạn enter nó lên này. Tiếp theo các bạn điền địa chỉ email của các bạn. Enter tiếp tục. Điền địa chỉ username Telegram của các bạn bao gồm mã cầu phía trước cho mình nhé. Tiếp theo các bạn điền username, username trong Twitter của bạn. Username trong Twitter các bạn ấn vào phần profile và các bạn có thể lấy được username. Sau đó các bạn điền vào đây cho mình. Sau đó các bạn sẽ kiểm tra số dư của bạn tại Binance cho mình nhé. Đấy, thì các bạn sẽ nhận được 40 token SNS và số lượng rep của mình là 0. Các bạn nhấn phần rep link để giới thiệu thêm bạn bè. Mỗi một lần giới thiệu các bạn nhận được 5 SNS cho một cái phần giới thiệu nhé. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Hy vọng là cái dự án này nó sẽ list sàn và nó sẽ có giá trị thật là tốt để chúng ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhé. Mình sẽ cố gắng update sớm về cái dự án này. Các bạn nhớ nhấn đăng ký, nhấn follow để theo dõi và update những cái dự án liên tục đến từ channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.